Houston là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nơi đây có rất đông cộng đồng người Việt đang sinh sống. Số lượng người Việt ở đây đông thứ hai sau California. Cùng gia đình sang Houston định cư cách nay 20 năm, anh Vũ Đức Thắng sau chừng đó thời gian cũng đã tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Nhưng điều đáng nói hơn nữa ở đây là các con và cháu của anh sinh ra trên đất Mỹ. Làm sao để gia đình anh vẫn gìn giữ được nếp sống văn hóa và truyền thống dân tộc Việt mà không bị hòa tan trong xã hội đa sắc tộc Hoa Kỳ? Ấy cũng là một phần thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Hai mươi năm sang định cư ở Mỹ, thế hệ thứ tư trong gia đình anh Thắng cũng đã ra đời. Sau những tất bật công việc hàng ngày, vợ chồng anh chị luôn dành thời gian cho gia đình, cho các con, nhất là những đứa cháu. Vợ chồng anh Thắng có ba người con, hai trai và một gái. Hàng ngày trước khi đi làm, các con của anh thường mang cháu về đây để nhờ ông bà giữ hộ, chăm sóc ba đứa cháu, cả cháu nội lẫn cháu ngoại là điều không hề đơn giản. Phần lớn công việc này đều do chị Hà, vợ anh Thắng phụ trách. Từ chuyện bếp núc đến tắm rửa, giặt giũ, ăn ngủ, vui chơi và dạy cả tiếng Việt cho những đứa trẻ. Điều đặc biệt trong ngôi nhà này là dù các con anh chị đã có nhà riêng, nhưng sự gần gũi quê quần của ông, bà, con, cháu mỗi ngày giống như có cả bốn thế hệ cùng sinh sống. Chính vì vậy mà nếp sống theo kiểu gia đình thuần Việt vẫn được gìn giữ. Bà cố là mẹ chị Hà, năm nay 86 tuổi. Bà sang Mỹ định cư trước cùng con cái hơn 20 năm. Bà cũng chính là người góp phần nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ này theo những cách đơn giản nhất, như dạy chúng lễ phép với người già, đi đâu về phải chào hỏi, nói chuyện với người lớn phải dạ thưa. Mặc dù đã một thời gian khá dài xa Việt Nam, vậy mà trong ngôi nhà này, hương vị quê hương vẫn luôn hiện hữu. Chị Hà bảo, lúc đầu sang Mỹ, cũng thử nấu vài món ăn theo kiểu của người Mỹ, nhưng cả nhà thấy không hợp khẩu vị nên quyết định nấu theo cách của Việt Nam mình. Vừa đậm đà, vừa ngon, lại vừa đỡ nhớ quê hương. Mỗi ngày, chị Hà đều thay đổi thực đơn ăn uống, như hôm nay là canh khổ qua dồn thịt theo kiểu Việt Nam, cũng con cá kho mặt mặn. Thế là đã có bữa cơm Việt Nam đúng chất. Những đứa cháu của chị đều được sinh ra tại Mỹ, nên chị Hà còn đảm thêm nhiệm vụ quan trọng là dạy cho các cháu biết nói tiếng Việt. Một công việc cũng không hề đơn giản. Một ngày của chị Hà chẳng khác nào một ngày của cô giáo nuôi dạy trẻ. Mặc dù việc chăm sóc cháu chiếm nhiều thời gian và hơi vất vả, thế nhưng chị cảm thấy vui khi nhìn thấy bọn trẻ lớn lên từng ngày. Niềm vui còn lớn hơn nữa là chị nghe được chúng bi bô nói tiếng Việt. Với chị Hà, những đứa trẻ gốc Việt Nam được sinh ra ở Mỹ cần phải biết về văn hóa nguồn cội của mình. Văn hóa đó phải được nuôi dưỡng từng ngày theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Các chị đọc truyện Trạng Quỳnh cho bé như nghe trước khi ngủ. Vừa kể, chị vừa giải thích cho bé hiểu về kho tàng truyện dân gian Việt Nam. Có thể bây giờ tuổi thơ của Quỳnh Như chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng tâm hồn em sẽ được nuôi dưỡng trong lời văn, giọng kể như những tiếng hát ru của mẹ chị Hà ngày xưa vậy. Với nhiều người Việt Nam xa xứ, nhớ quê hương có lẽ là nỗi nhớ luôn thường trực trong trái tim họ. Và để nỗi nhớ vơi đi phần nào, để Việt Nam gần hơn bên họ, thì mỗi người sẽ chọn cho mình một cách riêng. Với gia đình anh Thắng, cái cách riêng của mình chính là thiết kế một mảnh vườn với những sắc màu Việt Nam. Mặc dù chiếm diện tích khá khiêm tốn, nhưng trong góc vườn này có sự hiện hữu của nhiều giống cây gốc Việt. Một khóm trúc thân vàng, một cây ổi, cây hồng hay một mớ rau càng cua mọc quanh bờ đá
cũng làm cho người ta đỡ nhớ quê hương. Mỗi ngày, bà Cú ra vườn cho cá ăn, tỉa vài nhánh kêu lòa xòa xuống đất hay nâng đỡ một nhánh ổi lên cao đều làm cho bà cảm thấy quê nhà dường như đang ở đây, hiện diện ngay trong mảnh vườn sau nhà vậy. Để rồi, những đứa cháu của bà rất vui khi chúng ăn trái ổi, trái hồng trên cây trong vườn, cứ nói mãi: cây của bà Cú trồng, cây của ông ngoại đem về. Những ngày rảnh việc, anh Thắng đều dành thời gian ở nhà phụ vợ hay chơi với các cháu. Khi bố mẹ của những đứa trẻ đi làm chưa về thì việc trông nom chúng vẫn được ông bà đảm nhiệm. Cháu nhỏ nhất là Kim Thư, năm nay 18 tháng tuổi. Lớn hơn tí là Hoàng Ân, năm nay 3 tuổi. Và Quỳnh Như là cô cháu gái lớn tuổi nhất, 7 tuổi. Ngày thường đi học về là Như qua ở nhà ngoại, đến tối cha mẹ mới đón. Cứ sau vài tháng, chị Hà lại nhờ người thân ở Việt Nam tìm mua và gửi sang những đĩa ca nhạc mới nhất dành cho thiếu nhi. Đây cũng là một trong những cách giúp những đứa trẻ này học tiếng Việt nhanh và hiệu quả. Đồng thời, cũng giúp các cháu biết nhiều hơn về văn hóa, truyền thống của Việt Nam qua những đĩa phim, ca nhạc sinh động và bắt mắt. Nếu nói ngôi nhà của anh Thắng, chị Hà như nhà xứ trẻ hay như trường mầm non thì có lẽ cũng chẳng sai. Vì ở cô nhà này, ông bà vừa là người quản lý, lại vừa là những người bạn cùng chơi, cùng học với con trẻ, giúp trẻ phát triển về tư duy và thể chất. Ở Mỹ, cửa hàng bán các vật liệu xây dựng đều có hướng dẫn chi tiết cùng những kích thước đồng bộ để bạn có thể mua về tự trang trí theo ý thích. Nhưng người Mỹ, nếu không phải chuyên môn của họ, rất ít khi người ta tự làm công việc lặt vặt như sửa sang điện, nước, nhà cửa, vườn tược. Nhiều lúc chỉ rơi một con ốc bản lề cửa, người Mỹ cũng gọi thợ, trong khi đa số những người đàn ông Việt đều tự làm dù không phải chuyên môn. Nghề xây dựng là chuyên môn của anh Thắng nên mọi việc thật dễ dàng. Hơn nữa, làm giúp con là điều mà anh Thắng, chị Hà không đề hà bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn. Hôm nay anh Thắng đang giúp Tuấn Anh, người con trai út, sửa sang các nhà kho, làm thêm các nhà mát trong khu vườn mà anh mới thiết kế làm nơi trồng hoa, nuôi cá cảnh và trồng cây ăn trái Việt Nam. Anh em chúng tôi luôn nói tiếng Việt giỏi là nhờ ở gần cha mẹ, nên tôi lúc nào cũng muốn con của chúng tôi nói được tiếng Việt và không quên tiếng Việt của mình, vì đó là tiếng của dân tộc. Buổi tối thường là khoảng thời gian vui vẻ và rộn ràng nhất của gia đình này. Sau một ngày đi làm về, bố mẹ của những đứa trẻ đều qua nhà anh chị để ăn bữa cơm tối quây quần cha, mẹ, ông, bà, cháu, rồi mới đón các con của mình về nhà. Đây là lúc họ được gần gũi con và chút bầu tâm sự cùng đại gia đình, hay đơn giản chỉ là để cùng nhau nói tiếng Việt. Bởi Tuấn Anh, con trai của anh Thắng, sinh ra tại Việt Nam nhưng lớn lên tại Mỹ, và Ngọc là vợ của Tuấn Anh cũng sang Mỹ khi còn rất nhỏ. Anh em của chúng tôi luôn đùa với nhau rằng nhà của bố mẹ tôi là trường mầm non tiếng Việt. Bé nào muốn tốt nghiệp trường của mẹ Hà là phải biết nói tiếng Việt và phải biết hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Bố mẹ chồng rất yêu quý tôi, và mẹ còn chỉ dẫn tôi cách nấu ăn làm sao cho hợp khẩu vị bên nhà chồng. Mọi người trong nhà chồng đều yêu quý tôi nên tôi cũng không có cảm giác làm dâu. Tôi muốn gửi lời đến cảm ơn đến bố mẹ và các anh chị. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị Hà. Bữa tiệc có đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình, và đặc biệt còn có sự tham dự của xui gia chị Hà, cũng là người Việt Nam. Điều đặc biệt nữa là anh Thắng và Kiến Tân, con trai lớn của anh chị, phụ trách chính phần bếp núc. Trong khi người lớn nấu nướng, chuyện trò thì những đứa trẻ hí khoáy với những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật do chính các cháu làm để tặng chị Hà. Cháu ngoại Quỳnh Như sẽ viết những lời yêu thương nhất để dành tặng cho bà. Điều đặc biệt làm bà rất vui là lời chúc trên những tấm thiệp này đều được em viết bằng tiếng Việt. Cùng với những tấm thiệp của cháu là những lời chúc của các con.
Chúng luôn biết ơn mẹ đã hy sinh nhiều cho các con, các cháu. Mặc dù các thành viên trong gia đình không sống chung dưới một mái nhà, thế nhưng những hình ảnh quây quần, sum họp nhiều thế hệ như thế này luôn được duy trì. Dù xa Việt Nam đã lâu, dù cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nhưng trong ngôi nhà này, nếp nhà Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ.